Ở bên này có bánh chè nè, đủ thứ chè nè, nhiều loại chè luôn nè, có chuối nữa này, chuối nướng này là đủ thứ chè. Giờ mình đi mua chè nè, mua chè mình quay cho mấy bạn coi. Tính giùm em nha chị, em làm trẻ tiền nha chị. Đủ thứ chè luôn. Đây là tiệm bán chè, đây là đậu hũ. Đậu hũ non. Cơm rượu. Rồi đậu hũ non. Đây là bánh, đầy đủ thứ bánh luôn, chả lụa, bánh cống, xôi, có bánh ú nữa nha, bánh ú với là bánh giò, bánh ít, bánh gai nữa, can bánh gai không? Này đậu hũ, này là đậu hũ. Nhiêu tiền vậy chị? Nhiêu tiền chị? Đây là hủ non. Cái chảy giò nữa đó. No, giò quế đó. Xôi. Đây là bánh gì? Bánh đúc. Này mình trả tiền kìa, 38 đồng hả chị? Mấy nhỏ bạn em nó hỏi trên này có gì em quay vậy, tụi nó lên mua đi ăn. Nè, đậu hũ đường này kia kìa, đậu hũ đường. Dạ, yeah, chỗ này bán đủ thứ luôn á. Cảm ơn chị. Này là đủ thứ chi nè, quay quay chi nè, đủ thứ chi luôn. Mình đi làm ra giờ mình vô mình mua đồ tiệm buffet number one. Ở đây mình mua đồ cho con mình ăn. Tiệm đồ tàu nha mấy bạn. Vô mình hỏi nó mình lấy đồ. Rồi mình vô trong. Can I have box to go please? Rồi mình lấy vô mình mua đồ ăn. Lấy hai hộp. Hai hộp box to go. Thế cái này là đồ ăn ở buffet ở Mỹ đây nha các bạn. Có đủ thứ luôn. Lúc mình mua gì cho con mình ăn đi. Yeah. Đủ thứ. Tôm riêng. Đây mấy bạn. Cái buffet ở Mỹ đây mấy bạn. Ok, giờ mình lấy mực. Con mình nó cũng thích ăn mực. Mực mình mua mọi thứ ít về cho nó ăn, tụi nó ăn cơm đó mấy bạn. Okay. Rồi một cái cánh gà, cái cánh gà
ghe này cũng ngon nha. Một cái này cái ghe nướng kể rồi quen cái này có bán gì nữa không? French fry này cái chiên hả? Cái chiên một miếng này lấy hai miếng mỗi đứa một miếng, con mình mọi đứa miếng. Rồi bên này này là súp đó mấy bạn, này đủ thấy súp luôn. Cái này là súp, cái này bên này là ăn ba bụng nha mấy bạn. Việt Nam mình là kêu ba bụng. Ok, giờ mình về đây gì nữa đây? Này là nấm. Ok, này là rau củ luôn. Mình lấy ít nấm cho con mình, cái nhỏ đó. Đứa con gái mình giữ mình thích ăn nấm. Nấm bên này là kêu mớt rum. Này nấm. Broccoli, còn broccoli, rồi ít đậu que, lấy đậu que, đậu que nó mới xèo ra ngon. Hôm nay mình đừng qua nấu đồ ăn lắm các bạn, mình ra đây mình mua về ba mẹ con mình ăn. Đậu quen rồi bắp rồi cái này nữa nè, đây là quét cái bàn nha. Rồi mình quay cho các bạn biết ở đây đi ăn đồ Mỹ ra làm sao, đi ăn buffet ra làm sao ha. Này buffet của tàu nha mấy bạn. Để mình lấy ít cái này cho con. Thế này là thịt gà chiên đó mấy bạn. Yeah, yeah, đang thấy nhìn hấp dẫn không? Này, này là cái hũ của mình mới mua nè, nhìn hấp dẫn quá ha. Yeah, hấp dẫn quá. Ok, cái này là rau. Để mình đi coi thử còn cái gì nữa mình mua thêm. Đây là đủ thứ đó. Mình đi mua thêm. Rồi mình lấy ít tôm. Mình có tôm. Yeah. Mình là tôm nè các bạn. Tôm rang muống. Cái này là rau củ. Cái này là thịt. Mình lấy ít tôm rang muối nữa về cho con mình. Mua mọi thứ ít đây mấy bạn. Giờ ba mẹ con mình ăn, giờ nhà mình ăn cơm, mình khỏi nấu đồ ăn á. Bữa nay làm biếng nấu đồ ăn rồi. Tôm rang muối rồi. Này là con tôm, bên này kêu con coffee. Ok, lên mình coi được có gì nữa. Này là trái cây nha. Đây là ăn xong rồi ăn tráng miệng đó các bạn. Xong rồi tráng miệng. Này là bánh ngọt. Đủ thứ bánh ngọt luôn. Bên này ăn có mười mấy đồng người nha các bạn. Mấy đồng, 20 đồng người. Con lem này các bạn, con lem, yeah.
đủ thứ luôn á. Con mình lấy sushi, sushi, mua sushi. Oh yeah, mua ít sushi nè. Rồi ra mình lấy thêm một cái Google nữa. Lấy thêm một cái Google. Excuse me, can I have one more box to go, please? Thank you. Mình lấy thêm cái box to go để mình mua. Mua thêm ít sushi cho con gái của mình. Đây là sushi. Cho nó. Cái này là tôm. Cái này là sushi. Đủ thứ như thế này. Một lít wasabi. Cái này bỏ bên này. Đó thì nó thật. Này là cà phê ở Mỹ nha các bạn. Cái rong biển này này ăn tốt không mọi người ạ. Vậy là xong, cái này là sushi. Nè. Sushi mình mua cho con. Xong. Xíu mình coi. Xíu mình coi như này. Coi người ta nướng nè mấy bạn. Đây là đồ nướng nha. Cái này là đồ nướng nè. Đồ đỡ mình lấy nướng nè mấy bạn. Đây nè. Cái ghe mực tôm. Cái này bánh này nướng. Đây là bánh canh. Còn bên này là đồ đỡ mình lấy nướng nè mấy bạn. Nào, cái này đồ đó mình lấy xèo này. Rau xèo đủ thứ. Tôm thịt. Ok. Để nó chật hơn cái đồ xèo này. Giờ mình vô mình mua xong rồi. Giờ mình đi ra. Ra giờ mình vô xe rồi các bạn. Mình đi giờ mình đi rước con của mình. Rồi mình về mấy mẹ con mình ăn. Đồ ăn cái đồ nãy giờ mình mua đó mấy bạn. Mình mua hết gần 20 đồng đó mấy bạn. Để mình giờ mình mở ra mình coi thử mình mua hết cái gì ha. Rồi mình vô cái tiệm chi hồi nãy á mấy bạn. Tiệm chi hồi nãy mình vô mình mua không biết mua cái gì mà người ta tính tới 36 đồng luôn. Giờ mình coi chút mình mở ra, mình trước con mình vừa mình mở ra mình coi thử mình mua cái gì mấy bạn ha. Cho mấy bạn coi thử mình mua cái gì mà hết 30 mấy đồng. Cái này là ở ngoài rồi nha mấy bạn. Mình ngồi trong xe mình quay nè, cái này ở ngoài đường cái đó các bạn. Đây đường cái đó, ở ngoài đường cái đó. Mình mới ra rồi, mình vô xe vô mình quay. Trời bữa nay ở bên này sáng thì lạnh. Giờ thì hơi nóng nóng đó các bạn. Giờ mình đi rước con mình đây. Rồi mình về tới nhà mình quay cho mấy bạn coi, các bạn coi mình mua được cái gì ha. Cái này là chè nè. Chè nè. Chè với là rau câu thạch, bánh lăng, bánh ú,
bánh giò, bánh ít nè, bánh ít dưa nè mấy bạn. Nãy giờ mình đi mua, nãy giờ mình vô chợ chiều mình quay cho mấy bạn coi á. Này nè, cái này là đậu đậu hũ non á mấy bạn. Cái này Việt Nam có không mình không biết nha. Ở đây bên đây là đậu hũ non đây mấy bạn. Còn cái này là bánh lăng, rau câu dừa, chè, đậu gián, cơm rượu, chè ỉ. Mấy bạn, mình quay cho mấy bạn coi nè. Yeah, ra here. Nãy giờ, hồi nãy giờ mình đi ra mua xong mình đi rước con mình rồi mấy bạn. Rồi mình quay cho các bạn coi nè. Còn cái này là cái này nè mấy bạn, cái này kêu bằng gì quên rồi. Sushi, mình mua ít sushi cho con mình. Rồi mình ghé mua bánh ướt cho nó nữa nè, bánh ướt. Rồi cái này là nãy mình ghé vô tiệm buffet mình quay cho mấy bạn coi đó. Mình mua tôm, mực đủ thứ các loại luôn. Giờ mà nhà mình ăn đây bạn. Mình mua thêm đậu hũ nữa. Đây này là nước mắm để mẹ ăn bánh ướt đó mấy bạn. Này là chén nước mắm ớt thần thánh của mình nè. Đó mấy bạn. Hồi nãy giờ là mình đi mua hai chợ rồi được bao nhiêu này đây đó mấy bạn. Nhìn ngon quá mấy bạn. Giờ là gia đình mình ăn nè. Mình quay mà chảy nước miếng luôn mấy bạn ơi. Má mi chảy nước miếng luôn mấy bạn. Ok, hai mấy bạn. Rồi từ nãy giờ mình đi mua đồ ăn gì là xong rồi. Giờ mình chở con mình, giờ ba mẹ con, giờ nhà mình ăn nè. Này nè con, giờ nhà mình ăn. Mấy bạn thấy đủ thứ đồ ăn không? Ăn cơm không con? Không biết lấy ăn cơm không? Lấy ăn cái gì? Lấy cơm ăn hơn. Dạ yeah, lấy cơm ăn. Mấy bạn thấy đủ thứ đồ ăn không mấy bạn? Này là nước mắm thần thánh của mình. Excuse me con. Tụi ăn bánh ướt hay là ăn cơm? Bánh ướt ăn cơm. Nè, cơm for you. Ok. Oh, I just okay, it's okay. Ăn bánh ướt hay là ăn cơm? Ướt hay là ăn cơm? Cơm này. Ok. Thôi mình ăn nha mấy bạn. Con lấy cho cái nĩa nữa cho mẹ được không con? Dạ. Nữa cho mẹ được. Ăn cùng mình đi mấy bạn ơi. Nè cái này mẹ cho cá này. This one. Cá. Ăn đi. Mình bỏ này một chút nữa mình ăn rồi mấy bạn. Tại bữa nay mình đi đi ra cái chợ này nè, mình mua đủ thứ luôn. Lấy cái nĩa nó, con lấy cái nĩa nó không? Cái miệng nó ấy ăn đi con. Không ăn cái nước hả con? Con nè. Ấy của con mẹ. Ok. Dạ. Yeah. Ok mẹ đây này. Thank you con. Rồi mẹ lấy cái này nữa đi con. Nè, con thích ăn mực này. Con muốn lấy mẹ xịt nước tương không? Ồ, oh, nước mắm hay nước tương? Muốn nước mắm hay nước tương con? Nước mắm spicy. À, nước mắm no spicy. Con ăn nhiều hả cho ba? Ui, nè, cho mẹ mượn cái muỗng mẹ lấy nước mắm cho em được không? Một thay. À, thay cái muỗng muỗng nào cũng được không? No, muỗng muỗng lớn á, mẹ muốn nước mắm á con. Dạ dạ. Giờ mình ăn sushi với wasabi với gừng. Ừ. Có lắm. Nồng quá. Nồng chữ luôn. Cái bài sẽ về để nằm muốn xỉu luôn. Rồi ăn con. Qua rồi nằm muốn xỉu luôn ạ. Nào con cái em cái. Ok cái này mẹ mua cho con miếng em chị hai miếng nè. Ăn đi con. Chưa không bớt con bệnh hả? Rau rau nè. Đậu que. Eat the green bean, it's good. Đậu hũ mấy bạn, mình ra mình mua bên này một phao, nó bán phao mấy bạn. Một phao đậu hũ 4 đồng mấy bạn. Bữa nay ba mẹ con mình ăn đơn giản. Không có nóng được ăn.
Đây nha, mình ăn đơn giản. Em mua mấy cái đồ này về mình ăn, mình mua bánh ướt nè. Mình mua bánh ướt, con mình cũng thích ăn nè. Mình giờ đã thấy đồ ăn ngon quá, ăn cơm rồi. Không con. Con mình thích ăn bánh ướt mà. Rõ không con? Lướt. Giúp. Sao phải? Ngon không? Lâu lâu đi mua mấy cái này về ăn ngon lắm mấy bạn. Lâu lâu mình làm biếng á, làm biếng nấu đồ ăn á, mình ra mình mua mấy này về nhà mình ăn. Mình ăn cái gì mình cũng thích ăn nước mắm mấy bạn ạ. Ngon không con? Ngon không? Ngon rồi mà. Con không phải ăn một chân con. Ăn đi. Gái mình đã cầm tay, nó sợ mình le dơ, mình kêu nó ăn đại. Ăn nè con. Lúc nào cơm lên cho mẹ luôn không? Đất mà, cái cơm nấu mẹ không có cơm nữa. Mẹ kêu là rút cái nồi cơm ra á. Mình kêu con mình đã rút nồi cơm điện, nó tưởng mình ăn cơm, nó hút cho mình thêm. Như thầy đủ con. Để mẹ ăn rau. À, ăn thêm một xíu. Ừ, thank you con. Mẹ ăn đậu hủ. Không ăn gì hả? Ừ, biết. Thế là ăn này con, cá. Yeah. Mẹ cho con mình ăn, con mình nó dối. Ok con, nhỏ gái lớn rồi nè. Nó không chịu quay. Nó nhát lắm bạn ơi, mấy bạn ơi. Dân học rất là giỏi, nhát. Hai đứa con mình á, học giỏi lắm mấy bạn. Nãy giống ba là học giỏi đó mấy bạn, còn mình á là biến học, mình học dốt. Nói mấy bạn xem video đừng có cười, mình học dốt. Mà ông xã mình học giỏi, hai cái con mình giống xã mình. Mình giỏi đi làm thôi à, không giỏi học. Lâu lắm không ăn đậu hũ, bữa nay mua đậu hũ với ăn ngon quá. Nước hả con? Lấy nước cho em luôn được không? Ly, em uống nước cho em. School, but I did drink. Oh my god, lấy nước cho em nha mẹ đi con. Lấy nước nước ngon. Vô lấy cho em chai nước cam đi, please. Đi con. Sáng ngày mẹ quên đem nước cho em á. Em đi học mà mẹ quên đem nước hết trơn. Oh my god. Bữa nay con mình đi học mà quên đem nước cho nó uống. Nó nói mình hỏi nó có uống nước không, nó nói là ở trường có nước mà nó không uống. The water fountain tastes terrible. Yeah, huh? Yeah. I love for the water fountain. Ừ. Anh nói nhà gái lớn, anh nói nước ở trường uống không có ngon. Lấy chai cho em uống thôi con. Được cái ly nước cam cho em thôi.
Ờ, đưa nước cam cho em không? Em uống từ sáng giờ nào uống á. Say thank you. I know. You're welcome. Chị nước sáng rồi chứ không có uống nước. I did put the water for me. À, hồi sáng mày nói mày lấy nước cho con mà mày quên đó hả? Ồ, nhớ nhớ không? Hồi sáng mày lấy cái chai nhưng mà nó học cái nắp đậy á. Đậy vô không được. Rồi mày nói mày kêu Ái Thanh á là vô lấy cái bo đồ. Mày nó quên nó sao á, không sao. Nữa kêu con không? I didn't know what you said. À. Ba đồn, sao sao em đang nghe á. Nói nghe mày kêu. No, she said she didn't know what you said. Ờ. Hồi sáng mày nói con nghe hả? Con hiểu mày nói hả? Yeah. Sáng mình kêu nó lấy nước, mình nói tiếng Việt, nó nói nó không hiểu. Con mình đã sinh ở đây mấy bạn, nhiều khi mình nói tiếng Việt nó không hiểu. Còn tiếng Anh của mình á, nó bị accent á, người Việt mình không có sinh ở đây á, nó bị accent mấy bạn. Nhanh luôn, ăn hết chết con nè. Nó bớt. Cuối tuần này gia đình mình đi coi cái đó kêu bằng gì Trâm Anh? Air show hả? Air show cái, giống như là người ta thi máy bay á mấy bạn. Sorry mấy bạn. Air show mấy bạn, bên này thi máy bay á. Mình xuống đó mình coi rồi cái gì mình quay lên cho mấy bạn coi ha. Con mình nó ăn giống mình thích ăn nóng. Này ké hả con? Con ăn được xíu đây. No, wrong other one. Con ăn cái đó không? Em nói nó ít đi. No, I want it. Chị đuổi này cứ bay bay trong nhà không? Đuổi nó nằm ở trong, nó bay vô nhà, nó không ra luôn mấy bạn ơi. Hết cơm rồi con? Mấy đứa bữa nay. Ừ. Bữa nay thứ ngày thứ ngày thứ sáu vui rồi ha. Yeah. Mai đi học cái gì mà phải không? Yeah. Ở bên này mỗi thứ bảy là hai đứa con mình á, ông xã mình chở hai đứa con mình đi học tiếng Việt, học mỗi thứ bảy học 3 tiếng,
Nhà gái lớn mình bữa nay nó mệt nên nói ngày mai nó không muốn đi học. Con đĩa ở đây phải cầm cho học tiếng Việt mấy bạn ơi. Chứ lỡ nói chừng lớn nó quên tiếng Việt của mình. Mình nói nó nhìn mình. Nhiều khi mình nói nó nói I don't understand what you say mommy. Ai thằng á? Mẹ nói ai thằng á mom. I don't understand what you say. Nói tiếng Anh đi mommy. Tiếng Anh thì mommy giỏi quá, nói tiếng Đức tiếng cái. Tiếng Anh của mình nữa không có giỏi. Mình nói tiếng Đức tiếng cái. Mình nói là tiếng Việt không à? Giờ thành mình mới cho con mình đi học tiếng Việt. Anh mua đồ ăn ngon mà bánh ướt bị ế mà mấy bạn ơi. Bánh ướt ngoài á. Mình ăn hết sạch bách. Sạch bách cái dĩa này. Nói để mình nói nhỏ bé lớn mình nói để cho ba ăn. Ăn đi con. Nâu á. Ngon quá. Ngon hả con không? Có ăn được không vậy trong anh? Phải sao không phẩu dặn? Phải sao không phẩu dặn? Ăn chút kê kê đó. Ngon rồi, ăn lại tí. Ăn hết cơm không? Mẹ hém chút dặn. Con mình á, nhà bé nhỏ mình ăn chậm lắm. Ăn vừa thưởng thức. Vừa ăn nó vừa thưởng thức nữa đó mấy bạn. Mình ăn rất là nhanh. Nhà lớn con mình nó cũng ăn nhanh lắm. Bé Út nó vừa ăn vừa thưởng thức. Bàn sạch mà lượm ăn đây. Đồ uống. Ôi em kéo vô. Thôi con nhảy mũi đó. Con ăn con ngồi người đó. Con mà taxi lại một cái là đi ăn đầy bàn. Nó ăn nó còn một cái nấm ở trong miệng nó. Mình chọc nó mình nói em. Con ăn cần tao taxi ra nhảy mũi lên là đầy bàn. Cũng đầy mặt chị ai với mẹ lắm. Daddy told me Jonathan he like he go like this. Rất là Jonathan. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ Jonathan đó. Dạ dạ thôi đừng dạ. Nó ăn nó ngậm nha. Nó lúc là ăn nó ngậm hết. Ngậm gì xong á. Nó nhảy mũi một cái nó văng tay mình luôn. Lúc mẹ quen mẹ giữ nó mấy tháng. Giờ nó lớn rồi. Nó đi học đại học rồi. Học đại học còn reo con. Nó cũng 22 tuổi rồi con. Chỉ có tụi con nhỏ thôi. Ngứa mắt mấy bạn ơi. Giờ mùa bên này bị allergy á, mình ngứa mắt. Ngứa mắt nhảy mũi luôn. It's a spring. Yeah. Ngứa mắt. It's a fall. No, nhưng mà giờ bị allergy á con. Sao? Mẹ đâu biết. Ăn đảo cái nâu bụng à. Cái chi này chắc chút nữa mình ăn, giờ mình ăn không nổi luôn. Này chi ngon lắm nha mấy bạn. Cái này là chi đậu gián nè. Ở bên này có cái tiệm đó mấy bạn, nó bán đủ thứ nãy mình tao quay á, chi đậu gián. Này là mình mua đủ thứ luôn. Này giống như chị bà ba đó mấy bạn. Mình kêu nó bán cho mình đủ thứ luôn. Nha. Yeah. Còn này là thạch đó mấy bạn. Dừa, thạch dừa mấy bạn. Cái này chắc kêu mình mới ăn á, mình đi làm gì xong mình mới ăn. Cái này là bánh lăng nè. Đây là bánh lăng. Bánh lăng mình nghĩ chắc cũng ngon đó mày. Mình mới mua lần đầu. Còn này đậu hũ dưa không biết ở bên nước các bạn hoặc là Việt Nam có bán nữa. Đậu hũ lạnh á, đậu hũ lạnh mà loại đậu hành, đậu hũ non ăn như nước dừa đó mấy bạn. Này mình có mua bánh ú nữa, mua bánh ú để ngày mai mình ăn đi làm nữa. Bánh giò, này bánh giò. Rồi bánh bánh ít dừa nữa.
mình đi mình mà mỗi lần mình đi chợ mình mua tùm lum mà ông xã mình nói đi vô mua một chút mà mua quét rồi mua luôn, bé đi lúc nào cũng la mẹ nói mẹ gì đó, đi lúc nào cũng mua một chút mà mua quét rồi mua. Thịt ghê đó con, ăn thì ăn đây, ba mẹ con mình ăn hết dĩa rồi nè mấy bạn, hết dĩa đây này rồi nè, nhà mình ăn hết cái dĩa này rồi mấy bạn. Còn cái này sao nãy giờ chị ăn gì? Mực. Ăn đi con, ăn mực đi, nói xuống nhỏ em út bé út của mình ăn chậm rì ăn chậm rì gái lớn mình thì ăn nhanh giống mình á, còn bé út này ăn nhanh ăn lâu lắm. Cho mình ăn cái này coi, một miếng này mình ăn một miếng này với là này nồng tới đâu rồi. Không thể nằm được tắt đau rồi mấy bạn ơi. Vậy là ăn xong rồi mấy bạn. Nè, gia đình mình ăn hết một dĩa này rồi nè. Còn cái này thì chắc ngày mai mới ăn rồi. Ăn hết rau hết luôn, còn lại có ba con tôm với lợn, cái đùi gà với lợn miếng thịt à. Vậy là bữa ăn của gia đình mình là bữa nay xong rồi, ăn xong rồi mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn ha. Bye bye mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn video lần sau gia đình mình đi air show á mấy bạn, biểu diễn máy bay á, cái gì mình quay lên cho các bạn coi ha. Cảm ơn mấy bạn, bye bye.